Kinh Tứ Thập Nhị Chương á, theo như sư đọc thì đó là một cái bản tóm gọn một vài cái nội dung giáo lý ở trong đó. Thì những cái bài mà tóm gọn như vậy đó, nó có khoảng 90%, 90% là có tương ứng đối với kinh tạng Pali. Còn 10% còn lại là do tư tưởng ha, do cái tư tưởng của Phật giáo phát triển nó không có phù hợp với cái tư tưởng của Phật giáo Nguyên Thủy. Cho nên 90% còn lại đó thì tương đồng, có 10% thì nó khác. Và còn một cái vấn đề mà à thôi, tại vì có một hồi nữa có một cái câu hỏi nó cũng liên quan, cho nên bây giờ thì sư không có đề cập tới chuyện này.